Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vô minh là căn bản của sanh tử. Vô minh tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Năm thứ ác nghiệp này có thể khiến cho con người điên đảo đến phát cuồng. Một, tâm tham là đối với cảnh thuận, chúng ta sẽ khởi lòng tham ái đến nỗi không có thì không được. Thậm chí có người vì muốn được mục đích của mình mà bất chấp các thủ đoạn, bằng không họ chẳng cam lòng. Hai, tâm sân là khi gặp nghịch cảnh, chúng ta sẽ giận hờn và nổi nóng, như không chửi người thì cũng đánh người, thậm chí còn giết hại người nữa. Đó đều là do tâm sân hận tác quái. Nó khiến con người mất cả lý trí và ý chí xử sự mọi việc. Người có tâm như thế ắt sẽ làm cho xã hội chẳng được an ninh trật tự. Ba, tâm si là người không có trí huệ, không biết phải trái, cũng không phân biệt được thiện ác, cho nên hồ đồ điên đảo, hậu quả là thành kẻ bất lương, tạo nhiều nghiệp tội. Bốn, tâm mạn là tự đề cao mình và đè ép người khác, tự cho chuyện gì mình cũng hay hơn, nổi bật hơn người. Thứ hành vi cống cao ngã mạn này là điều tối kỵ, chúng ta không nên có. Năm, tâm nghi là người đối với việc chánh đáng lại sinh lòng hoài nghi, không tin lời nói của bất cứ ai. Người có thứ tâm lý như vậy là bất thường, là sai lầm vì đã tự hạ thấp mình. Năm loại tâm lý này đều là không bình thường, đều là do cái nhân vô minh dẫn đến. Người tu hành nhất định phải tiêu diệt vô minh, đừng để nó gây sóng gió thành tai họa vô cùng tận như vậy. Vô minh khiến cho kẻ phàm phu chỉ biết dụng công vào mấy thứ tình dục. Họ nghĩ rằng chuyện tình ái ở thế gian là thật, cho nên họ không thể xa rời và cũng không nỡ buông bỏ nó. Do đó, họ gắn bó với lục thân quyến thuộc một cách rối ren mà buông xả không đành, rồi họ tạo ra biết bao thiện ác lẫn lộn. Họ cũng không phân biệt được giữa ô nhiễm và thanh tịnh. Đời đời kiếp kiếp, họ cứ quay quanh trong dòng sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Cho nên nói, vô minh là căn bản của sinh tử. Người tu hành không có mấy thứ rắc rối đó đè nặng trong tâm, cho nên họ dễ được thanh tịnh, giải thoát và hết sinh tử. Nếu không cắt đứt vô minh, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị đó chi phối, để rồi xuống địa ngục, chạy lên núi đao hay là vào chảo dầu sôi. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hối hận là lúc đầu sao mình không chịu tu hành tinh tấn, nhưng rất tiếc là đã không còn kịp nữa. Tôi xin khuyên quý vị nên tu hành cho kịp thời, đừng có tưởng là ngày tháng còn dài mà hẹn lần hẹn lựa. Bậc cổ đức có nói, đừng đợi đến già mới học đạo, mồ lẻ loi lắm kẻ thiếu niên. Học đạo được một ngày là gần được tịnh độ thêm một chút, như vậy từng chút quý vị sẽ đến được cõi tịnh độ. Nếu quý vị không chuyên cần tu đạo mà lại muốn đến tịnh độ thì sẽ không đến được đâu. Công việc trên đời dù chúng ta có lãng phí thời gian để làm, rốt cuộc cũng chẳng được lợi ích gì. Nhưng chỉ có pháp môn tu hành đã không lãng phí thời gian. Nếu quý vị tu được một phút thì được một phút lợi lạc. Cho nên nói, gom cát thành tháp, tức là từng bước không ngừng tiến tới, tự nhiên quý vị sẽ đến được mờ bên kia. Giảng ngày 5 tháng 7 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说呵。